Chào anh chị, em ở đá quý cao cấp tay game. Hôm nay em làm video này để giới thiệu cho anh chị một số viên đá. Đặc biệt video này em gửi cho anh Bình và cô Thu Đông. Thì được trao đổi với anh Bình thì anh muốn làm chứng nhận nam mệnh hỏa đá xanh lá, tài chính tầm dưới 60 triệu. Thì màu xanh lá thì mà trong tầm tài chính này thì bọn em cũng giới thiệu cho anh Bình và quý anh chị hai dòng đá, một là dòng ngọc lục bảo Emerald, hai là dòng sapphire xanh. Và chọn đá cho cô Thu Đông thì cô muốn tham khảo một số viên đá peridot xanh để làm nhân nữ. Trên tay em đây là một viên ngọc lục bảo Ovan cắt giác pha xét. Anh chị thấy này, độ độ đẹp của viên đá này. Rất tuyệt vời. Đây là viên Ovan cắt giác nhé. Anh Bình mà thích viên đá này có thể cân nhắc. Rất là đẹp, độc đáo này. Tiếp theo trên tay em cũng là một hình chữ nhật cắt giác Emerald, đá Emerald thiên nhiên hoàn toàn. Theo em viên này cũng là một viên phù hợp cho anh Bình nhé. Hình chữ nhật, màu đều, sáng, nhìn rất sang này. Đấy, đá Emerald một trong bốn loại đá quý cao cấp. Nhìn nó rất là sang trọng nhé. Ok, anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. Tiếp theo có một viên Emerald nữa, hình chữ nhật. Viên này size cũng khá to. Đây là màu màu xanh táo anh chị nhá. Đấy. Lên form nhẫn nam vô cùng tuyệt vời luôn. Cũng là sự chọn tuyệt vời đời anh Bình. Cái viên này thì giá cũng cũng hơi tầm cũng phải rơi hơi tầm trăm đấy. Thì em quay cho anh chị hữu duyên nhé. Rất đẹp này. Màu xanh đậm luôn, xanh táo. Anh chị thích cái này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên chữ nhật form dài. Màu xanh táo luôn anh chị này. Cái này mã là 00215 376 carat. Tiếp theo là một viên Emerald hình oval cắt giác. Đây anh chị này, rất là đẹp luôn này, rất là sang luôn cái mỏng đá này. Trông thì ok. Cái này mã là 00214 42 carat. Một viên Emerald xanh táo đậm. Cắt giác oval. Chị nghĩ viên này báo em nhé, chụp ảnh lại cho em nhé. Một viên đặc biệt nữa, một viên Emerald ngọc bảo cắt mài tròn trơn nhé. Đó, anh chị thấy này, độ tinh khiết của viên đá này. Màu xanh. Xanh cũng rất là sang trọng. Đẳng cấp. Cái này anh chị một lần form nhẫn Mỹ rất tuyệt vời luôn, đẹp luôn. Anh chị thích viên này báo em nhé. Tiếp theo là em giới thiệu cho anh chị một số viên sapphire xanh. Trên tay em đây một viên sapphire xanh ánh vàng rất tuyệt vời, lửa mạnh anh chị này. Với những viên đá này thì anh chị cứ yên tâm thoải mái đi, chất liệu đá quý thiên nhiên hoàn toàn, màu sắc lửa rất là tốt.
thì nếu anh Bình mà thích cái kiểu Xavier này có thể là một sự chọn hoàn hảo được cho anh. Ví dụ như viên này thì nó rơi tầm khoảng đi 33 triệu trên viên đá này nhé. Nếu anh chọn viên này thì lên cái vỏ nhẫn nữa tầm cũng tầm 60 triệu là anh thoải mái nhé. Đấy, một viên Sapphire này. Sắc và lửa rất tốt, xanh ánh vàng, phúc lộc thọ. Rất đẹp. Viên này giá 33 triệu. Tiếp theo nếu mà anh Bình thích cái màu nó trầm hơn, giải màu trầm hơn thì có sử dụng viên đá này nhé. Viên này thì có chút xanh dương nhẹ thôi. Đấy. Đây mặt chất là xanh lá này và một chút xanh dương. Đợt nhiễm cũng rất tuyệt vời, trong tầm giá 60 triệu của anh là ok. Đấy. Thoải mái luôn. Cái này thì giá là 27 triệu 200 nhé. Tiếp theo cũng là một viên sapphire xanh. Anh chị thấy này, độ lửa rất là tốt này. Cái này em nếu mà anh Bình thích có thể lựa chọn nhé. Cái này thì mà sau 490 này, bên em giá là 53 triệu 550 nghìn. Tiếp theo một viên màu sapphire phúc lộc thọ, anh chị thấy này, xanh ánh vàng rất là tuyệt vời. Cái này lên nhẫn còn tuyệt vời nữa. Thì em quay video giới thiệu cho anh chị nhé, anh chị yêu thích cái viên đá nào báo em nhé. Viên này thì mã là 6491 này, 53 triệu 550 nghìn là giá sản giá của viên đá đấy. Đó, đáy sâu này, rất tốt này. Tiếp theo trên tay em một viên cũng vô cùng màu cũng vô cùng lạ anh chị nhỉ. Anh chị thấy này, viên đá màu lạ luôn. Đẳng cấp luôn. Viên này thì mã là 6487 này, giá là 52 triệu 700. Em quay cho anh chị tham khảo một số viên đá size to hơn nữa. Đây, xanh đá này, một viên này xanh nguyên bản này. Viên này hình vuông, cắt giác. Không được gì để chê bên này cả. Hoàn hảo. Anh chị hữu duyên thì báo em nhé. Tiếp theo một viên mặt to size lớn thì phù hợp những anh chị là thích kia mặt đá lớn, nhẫn lớn nhé, thì cần cân nhắc mặt này, mặt đá rộng sáng. To luôn. Tiếp theo là em chọn đá, cháu chọn đá cho cô Thu Đông ở Sài Gòn. Thì cô muốn tham khảo một số viên peridot xanh thiên nhiên hoàn toàn. Thì hàng này thì bên em có, bên cháu có nhiều. Chủ yếu là đá thô. Đây, một số viên đá thành phẩm đây để giới thiệu cho cô nhé. Viên tròn cắt giác kim màu xanh. Sáng lửa mạnh. Viên đầu tiên nhé. Tiếp theo cũng là một viên peridot được ra cắt kêu cắt từ mới. Đây cô có thể xem đấy. Viên này đường kính tròn là 9,2 ly. Này, cắt giác này, đáy sâu này. Viên này thì mã là 12049 này, 39 carat. Bên em ra giá là 13 triệu 650 nghìn. Viên này đường kính 92 ly. Tiếp theo là cho giới thiệu cho cô một số viên ô vàng cắt giác peridot thiên nhiên hoàn toàn. Đây cô thấy này, lửa rất là mạnh luôn. Cái hàng này thì không còn đề gì để nói cả. Độ sáng, phản xạ, khúc xạ sáng rất là cao.
màu đều, oval con giác này, đáy sâu này. Viên này thì 5,35 carat, bên em cháu ra giá là 8.375.000. Tiếp theo có là viên oval cắt giác rất là tuyệt vời, giới thiệu cho cô. Lửa rất là mạnh này, đấy, lên nhẫn này. Viên này thì 3,05 carat, bên cháu ra giá là 7.625.000 nhé. Tiếp theo có một viên oval. Cô thấy độ sạch của viên đá này và độ lửa của viên đá rất là cao, rất đẹp đấy. Viên này thì mã là 12052, 2,2 carat, bên cháu ra giá 7.500.000. Tiếp theo cháu giới thiệu cho cô một viên to nhé, hàng khủng luôn. Nếu mà cô thích tham khảo nhé. Đây viên pedot xanh trong, màu lửa tốt này, ui dồi ôi, bưng bét luôn. Size to luôn. Bên cháu thì có hàng thô sẵn, thì cô có thể xem chọn viên đá phù hợp trong video này, hoặc là cô có thể yêu cầu mài một viên đá mà cô thấy cảm giác ưng ý. Ví dụ cô thích một viên một tròn tầm khoảng 10 ly, 12 ly thì bên cháu vẫn có phôi đá thô để hỗ trợ cho cô nhé. Đấy, hoặc là viên oval là kích thước theo yêu cầu của cô thì chất liệu đá sẽ như này hoặc hơn. Đấy, ưu tiên chọn cho cô phôi đá chất lượng cao nhất. Đấy thì cô có thể nhiều phương án để cho cô lựa chọn nhé. Đây ví dụ như là bên cháu này, đây em mài cho anh một viên pè đốt nhé. Đấy, cũng một viên mài từ đá thô này, anh thấy đây chất đá này, pè đốt thiên nhiên nhé, da cắt này. Đấy, rất đẹp luôn này, giá cắt kiểu mới này, rất nhiều rác nhé cô nhé. Cô thể tham khảo một số viên bên cháu có thể mài mới cho cô theo yêu cầu của cô. Đấy, báo cho anh là tháng thứ ba. Đấy, rất là đẹp này, quá trình mài thì giờ còn 81 thôi. Đấy, rất sáng. Cô tham khảo, anh chị tham khảo giúp em nhé.